Hôm nay Khanh trang bị cho chiếc trai tên bộ vỏ chống đinh tự vá nha Thì anh em đang tháo lắp vào, anh khách đặt trước Thì quý anh chị muốn tiết kiệm thời gian Thì mình chỉ cần báo với bên Khanh loại xe mình cần à, Cũng giống như là thông số, cũng giống như loại vỏ à, Mình đã chọn rồi á, thì mình mình đặt cọc trước Thanh toán cho Khanh, rồi mình mình cũng qua lắp đặt khoảng 15 phút là xong thôi yeah. Đây là bộ chống đinh tự vá trên con trai tên thì bên khanh có tư vấn cho anh á là đi để bám đường tốt đó, thì anh chọn thương hiệu là michelin thì nó sẽ cho cái mức độ bám đường tốt đây michelin nha thì con xe này là sử dụng dòng xtl tray michelin xtl để có thể là đi địa hình hỗn hợp đối với cái bộ vỏ chống đinh tự vá thì khi mà quý anh chị trang bị cho chiếc xe của mình á là những chiếc đinh đâm vào thì chúng ta không cần phải rút rồi Lớp trong đinh nó sẽ bọc kính lại à, Đây là ưu điểm lớn nhất khi chúng ta di chuyển ở vận tốc cao Quý anh chị đi những con xe bán tải này đi vào những cái vùng vắng à, Vùng đồi núi, à, vùng ruộng Thì chúng ta không cần phải lo lắng những chiếc đinh dính vào Và chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ đến việc mà thay bánh xe dự phòng Tại thay bánh xe dự phòng á, nếu ở đường vắng, ở đường cho phép đậu Thì chúng ta thay nó dễ Nhưng đối với một anh chị không có thói quen thường xuyên thay bánh xe dự phòng Thì nó cũng là một cực hình đã. Thì đối với cái việc mà thay trên cao tốc thì nó rất là nguy hiểm Thì những chiếc vỏ xe chống đinh tự vá Nó sẽ giúp cho quý anh chị có một chuyến đi an toàn Mà không lo lắng đến những chiếc đinh trên mặt đường nha Rồi, à, lớp chống đinh này thì Khanh có kết hợp với Một cái lớp xốp giảm ồn bên trong Đây là công nghệ trên những con xe 4 tỷ, 5 tỷ Những con xe Volvo XC90 T8 Recharge Những con xe GLS, những con xe Land Rover thì những cái chiếc vỏ này nó sẽ giảm cái độ ồn của vỏ xe dòng vào bên trong thì giống như khanh ban đầu khanh chia sẻ với anh là đối với vỏ xe của bên khanh bán ra thì về độ êm thì quý anh chị đừng có lo lắng thương hiệu michelin hoặc là bristol hoặc là dunlop hoặc là yokohama đều cho quý anh chị một cái cảm giác lái êm xem xem với nhau bởi vì nó có lớp chống đinh nè nó có lớp xốp giảm ồ bên trong thì quý anh chị chỉ cần chọn thương hiệu để làm sao mình chạy nó bám đường À, những thương hiệu cao thì sẽ cho cái hiệu quả bấm đường tốt nhất Thì anh tin tưởng ở Thương hiệu Michelin Anh chọn Michelin Rồi, à, việc lắp đặt thì chỉ khoảng 15 phút thôi à, Không tốn nhiều thời gian của các anh chị Cảm ơn anh ủng hộ Khanh Cảm ơn, xin chào ạ